Cửa hàng Đông Cơ Phúc Luân xin kính chào đến toàn thể mọi người. Địa chỉ cửa hàng Đông Hà, Đức Linh, Bình Thuận, số điện thoại 034 434 1710. Số điện thoại em có sử dụng Zalo, Facebook nha mọi người. Thì bữa giờ thì cũng phải cả tuần rồi, Phúc Luân rất ít là lên video luôn. Đó, cho nên là mọi người cũng thông cảm cho Phúc Luân nhé. Thì tại vì Phúc Luân cũng sửa tiệm đó mọi người, cho nên là cái thời gian cũng không có rảnh. Từ máy thì thực chất ra máy rất là nhiều luôn, nhưng mà không có rảnh để lên quay video cho mọi người. Thì Phúc Luân đã sắp xếp xong cái cửa tiệm của mình được khoảng 70% rồi mọi người. Đó, bắt đầu ngày mai và ngày mốt thì em sẽ bắt đầu lên video thường xuyên đăng bán lại cho mọi người nhé. Thì em sẽ quay sơ lược qua những cái mặt hàng bên hiện tại Phúc Luân cũng đang có nè. Đó, em quay sơ lược qua một vòng đó cho mọi người xem. Thì ngày mai em sẽ lên video đều đặn cho mọi người. Thì bắt đầu từ ngày mai ha, mọi người cùng đón xem kênh và ủng hộ cho kênh của Phúc Luân nha mọi người. Đó, rất là nhiều mặt hàng luôn. Thì mấy hôm nay thì hàng cũng vẫn đóng đi cho nó xong đơn. Bắt đầu ngày mai em sẽ lại tiếp tục quay cho mọi người xem. Rồi mấy hôm nay hàng nó về cũng rất là nhiều đó mọi người, hàng về cũng nhiều lắm chứ không phải là không về. Đây quay cho mọi người xem tham khảo ha. Rồi ngày mai em sẽ lên đều đặn cho mọi người này. Đây là những con maru hàng bãi nè. Đó, những con này là bên em phải gọi là hàng này phải gọi là có nhiều cây chưa xài luôn đó mọi người. Quay cho mọi người xem ha. Đấy. Đó, bắt đầu ngày mai em sẽ đăng lên bán ha. Và những cái lô máy nè. Đó, những cái cục máy đó. Đây, em quay cho mọi người xem. Đây. Đó, có nhiều máy lắm mọi người. Mà em cũng chưa lên được cái clip để bán cho mọi người đây. Đó. Về hàng về nói chung là lúc nào cũng rất là nhiều ha. Đây, những cái cục Kawasaki nè, T24 mà có đề nè. Nói chung là rất là mới luôn, mới hầu như là 90% không. Và bên em cũng chưa có rảnh thời gian đăng lên để bán cho mọi người nữa. Ngày mai em sẽ lên video thường xuyên hơn. Thì mọi người thông cảm giúp cho Phúc luôn ha. Thì bữa giờ em sửa tiệm em cũng có quay thông báo cho mọi người đó. Và cái công giờ của em thì em sẽ đăng một ngày 2 hoặc là 3 clip vào cái khung giờ cố định đó. Thì mọi người cùng theo dõi và đón xem kênh của Phúc Luân nha mọi người. Đây. Nhiều lắm. Rồi ngày mai em sẽ bắt đầu làm video thường xuyên, mọi người hãy cùng đón xem kênh của Phúc Luân nhé. Số điện thoại của Phúc Luân là 034 434 1710 ha. Đây là cái bảng. Và cái địa chỉ của Phúc Luân là thôn 2A, xã Đông Hà, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận. Đấy. Rồi. Thì mọi người nhớ đăng ký kênh, theo dõi kênh của Phúc Luân nha mọi người. Rồi, một lần nữa Phúc Luân xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ kênh của Phúc Luân trong thời gian vừa qua, cũng như là mua hàng khách lẻ và khách sỉ. Đó, Phúc Luân cảm ơn rất là nhiều nhé. Ngày mai Phúc Luân sẽ lên những cái con máy đẹp mà để đăng bán cho mọi người. Thì rồi mai Phúc Luân sẽ cố gắng dọn rửa nhiều con máy ha, đăng lên bán cho mọi người đây. Rất là nhiều máy luôn. Etin 024 rồi nè, 024, 026 rồi, 028 nữa. Mà bữa giờ em cũng chưa có dọn đăng lên 028 nè mọi người. Đây, nhiều máy lắm. Đây này con Huana nữa này. Huana con này con hu gì đấy không biết. Con này con hu 357 nè. Đấy, siêu phẩm luôn nha. Đây. Rồi. Rồi Phúc Luân xin chào tạm biệt mọi người. Hẹn gặp lại mọi người video clip vào ngày mai. Phúc Luân sẽ bán máy thường xuyên lại nha mọi người. Đấy. Rồi. Bye bye mọi người nhé. Xin chào, hẹn gặp lại mọi người. Bye bye.